phương Tây không đủ tên lửa tầm xa để tạo ra sự khác biệt. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay bằng các diễn biến mới nhất trên chiến trường Ukraine và tại Kursk của Nga. Còn ở phần cuối của chương trình sẽ là các phân tích về những diễn biến bất ngờ trong cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Đây sẽ là những tin tức rất thú vị. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ông Putin bắt bài Tổng thống Zelensky, khiến cho canh bạc của Kiev thua lỗ nặng. Kurs và Pokop là hai mặt trận mà cả Nga và Ukraine đều đang dồn sức để chạy đua trước cuộc bầu cử Mỹ. Tại Kurs, Nga tiếp tục phản công về phía tây nam của Korenevo, trong khi Ukraine đang cố tiến về phía tây của Gluskovki. Người Nga đang biến Kurs thành một nghĩa địa cho xe bọc thép của phương Tây. Họ dồn ép quân Ukraine bị mắc kẹt tại Obukovka, và tiêu tốn lượng dự trữ quý giá của Ukraine tại Kurenevo. Cuộc chiến của Ukraine tại hướng Klukovki thì cũng không tươi sáng hơn là bao. Tờ Forbes viết rằng, trong 24 giờ qua, Ukraine không thể tiến xa ở Klukovki do vướng phải các bãi mìn và hỏa lực của Nga. Điều đó có nghĩa là khu vực này không phải là một điểm yếu phòng thủ của đối phương, giống như là Bộ Tham mưu Ukraine đã từng đánh giá. Còn tại mặt trận Pokrov, Nga đã chiếm thêm được khu vực Dolinovka tiến vào Grodopka và tiếp tục phá hủy thêm một cây cầu là Voktokny. Trước đó thì Nga đã phá hủy cây cầu nối Pokrov đến Minograd. Năm mục tiêu mà ông Zelensky muốn đạt được ở Kursk từ khi bắt đầu phát động cuộc chiến tại đây bao gồm có Thứ nhất là thuyết phục NATO cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Thứ hai là buộc quân Nga phải từ Donetsk quay trở về ứng cứu Kursk. Từ đó giảm áp lực cho Pokrov. Thứ ba đó là sẽ mang lại đòn bẩy chiến lược trong trường hợp Kiev buộc phải đàm phán khi mà ông Trump thắng cử. Thứ tư là chứng minh rằng quân đội Ukraine không hề bị đánh bại, cũng như vẫn đang còn khả năng tấn công, từ đó có thể yêu cầu phương Tây tiếp tục viện trợ. Thứ năm là nhằm thử phản ứng của Nga và chứng minh cho phương Tây thấy là họ không cần phải lo sợ nước Nga trả đũa. Ngược lại với những kỳ vọng ban đầu của Kiev, Moscow lại dường như không quá quan tâm đến mặt trận Kursk trong giai đoạn đầu. Họ vẫn tiếp tục tăng cường sức ép tấn công ở Donetsk, thậm chí trong vòng một tháng qua, thì Nga còn đánh mạnh hơn và chiếm được nhiều vùng lãnh thổ hơn, đồng thời nhanh chóng áp sát được thành phố chiến lược Pokrov. Giới quan sát nhận định rằng với đà tiến công hiện nay của Nga, Pokrov đứng trước nguy cơ thất thủ chỉ trong vài tuần nữa. Song song với đó thì Nga cũng bắt đầu phản công, triển khai nhiều đòn tập kích tại Kursk khi mà tăng cường sử dụng máy bay trực thăng tấn công cũng như là các cuộc tấn công bằng pháo binh để gây thiệt hại đáng kể cho đối phương tại mặt trận này. Đáng lo ngại hơn, chuyên gia phân tích Ukraine Alexander Kovalenko cho biết, trong 24 giờ qua, thì người Nga đã sử dụng số lượng máy bay không người lái kỷ lục lên tới 700 chiếc để hỗ trợ cho cuộc phản công của bộ binh của họ ở khu vực Kursk. Các diễn biến hiện tại cho thấy rằng Nga đang dồn lực để củng cố lợi ích của họ ở vùng Donbass. Bởi vì việc chiếm được các trung tâm hậu cần và mạng lưới đường sắt tại đây có thể giúp cho họ nâng cao vị thế, mở đường cho các chiến dịch tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Từ đó, tạo ra bước đột phá mang tính quyết định. Hơn thế nữa, để có thể đánh bật quân Ukraine khỏi Kurs, thì Điện Kremlin sẽ cần phải điều động hàng chục nghìn quân, trong khi Tổng thống Putin lại không muốn ban hành lệnh huy động. Do đó, trước mắt Nga sẽ tiếp tục duy trì các chiến dịch tấn công trên lãnh thổ Ukraine. Đồng thời, ở vùng Kurs, thì họ sẽ dừng lại ở việc đánh vào các tuyến hậu cần, tập trung tiêu hao sinh lực kẻ thù để ngăn chặn Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Chiến dịch tấn công Kurs là một canh bạc quan trọng nhất của Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, thì ông ấy lại đang thua lỗ lớn khi mà mục tiêu quan trọng nhất là thuyết phục được Mỹ dỡ bỏ giới hạn vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, thì đến giờ này vẫn chưa đạt được. Tại sao Mỹ từ chối Ukraine do sợ Nga hay là không đủ tên lửa tầm xa để tạo nên sự khác biệt? Hôm nay ngày 14 tháng 9 thì truyền thông dòng chính phương Tây đã đồng loạt đưa tin về một trong những sự kiện nổi bật nhất liên quan đến Ukraine. Đó là liệu phương Tây có cấp phép cho Kiev tấn công lãnh thổ của đối phương bằng tên lửa phương Tây hay không? Có thể nói rằng an ninh thế giới đã căng như dây đàn kể từ cuộc gặp của hai ngoại trưởng Mỹ và Anh tại Kiev cho đến cuộc gặp của hai nguyên thủ của họ tại Nhà Trắng ngày hôm qua. Tờ Wall Street Journal hôm nay ngày 14 tháng 9 dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby khẳng định rằng không có thay đổi nào trong lập trường của chính quyền Biden về việc cung cấp vũ khí tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga. Như trong video lần trước chúng tôi đã phân tích, Nước Mỹ đang chia rẽ bởi hai phe là phe hiếu chiến theo chủ nghĩa toàn cầu và phe ôn hòa muốn tránh leo thang chiến tranh. Cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều có những nhân tố của hai phe này. Tuy nhiên cho đến hiện tại thì phe ôn hòa của Đảng Dân chủ bước đầu đang thắng thế, mặc dù mục đích của họ cũng chỉ là để đạt được lợi ích đảng phái chứ không phải là vì lợi ích an ninh của Hoa Kỳ. Hôm qua thì tổng thống Putin đã khẳng định rằng động thái dỡ bỏ lệnh cấm của phương Tây sẽ làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột. Nó có nghĩa là NATO và Nga đang trong tình trạng chiến tranh ông tuyên bố rằng Nga sẽ đưa ra những quyết định phù hợp. Đáp lại, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rằng Nga là bên bắt đầu cuộc xung đột này, Nga đã xâm lược Ukraine một cách bất hợp pháp. Nga có thể chấm dứt cuộc xung đột này ngay lập tức và Ukraine có quyền tự vệ. Nhưng có rất ít lý do để cho giới quan sát tin rằng việc cho phép sử dụng tên lửa hành trình tầm xa có thể giúp tăng cơ hội chiến thắng của Ukraine. Bởi vì Nga đang có lợi thế rất lớn so với Ukraine, cả về dân số và năng lực quốc phòng. Nó thể hiện ở một số yếu tố như sau. Thứ nhất, người Nga có vẻ bắt đầu cởi bỏ căng tay của họ. Họ đã đưa những lực lượng được huấn luyện tốt, trang bị tốt vào Ukraine và tên lửa hành trình phóng từ trên không của phương Tây sẽ không thể thay đổi được thực trạng đó. Thứ hai, người Nga có thể hạn chế khả năng tấn công tầm xa của Ukraine. Hiện tại thì họ đã khắc chế được phần nào hệ thống HIMARS và ATACMS của Mỹ, di chuyển các kho tiếp tế ra xa khỏi phạm vi tấn công của những vũ khí này, cũng như là cải thiện được đáng kể năng lực tác chiến điện tử để vô hiệu hóa vũ khí tiên tiến của phương Tây. Thứ ba, để có tác động thực sự gây ra thiệt hại cho Nga, phương Tây sẽ cần phải cung cấp cho Kiev một số lượng rất lớn tên lửa tầm xa, vượt xa số lượng mà họ đang cung cấp lúc này. Nhưng mà cả EU và Mỹ thì đều đang cạn tên lửa trong kho. Và kể cả NATO có cung cấp đủ số lượng tên lửa đi nữa thì chắc chắn rằng họ cũng cần phải chuẩn bị tinh thần cho đòn trả đũa từ Nga. Thứ tư, đó là việc bật đèn xanh cho các cuộc tấn công sâu vào Nga để phục vụ cho lợi ích chính trị của Mỹ cũng là một điều rất mơ hồ. Có rất ít lý do để chính quyền ông Biden lạc quan rằng các cuộc tấn công như vậy có thể tạo áp lực lên Tổng thống Putin để chấm dứt chiến tranh hoặc là ngồi vào bàn đàm phán. Điều ngược lại thì khả năng xảy ra nhiều hơn. Đó là Tổng thống Nga càng có thêm bằng chứng để thuyết phục dân chúng Nga rằng nước của ông đang chiến đấu với NATO chứ không phải là người dân Ukraine. Một hậu quả tiềm ẩn khác đó là phương Tây càng viện trợ nhiều vũ khí gây sát thương lớn thì càng làm cho Nga trở nên cứng rắn hơn trong bất kỳ cuộc đàm phán nào sau đó. Thêm nữa, phương Tây càng cho thấy họ sẵn sàng sử dụng Ukraine để tấn công vào Nga thì người nga càng quyết tâm phi quân sự hóa ukraine trên diện rộng mặt khác mối nguy hiểm lớn nhất đó là tổng thống putin sẽ chịu áp lực vạch ra một đường lối cứng rắn hơn chẳng hạn là ông phải tấn công vào một số mục tiêu của phương tây để nhấn mạnh năng lực răn đe của nước cả nhưng mà điều này cũng là một kịch bản rất nguy hiểm cho cả hai bên đó cũng là điều mà tổng thống putin rõ ràng là muốn tránh nhất vậy thì ông putin có thể áp dụng biện pháp thích hợp nào để đáp trả phương tây nếu như lệnh sử dụng vũ khí tầm xa được dỡ bỏ cho kiev như chúng tôi đã từng phân tích trong video ngày hôm qua, Nga rất khó có thể trả đũa bằng vũ khí hạt nhân. Thay vào đó, họ có thể gia tăng đáng kể các hành động phá hoại ở châu Âu, hoặc là cung cấp tên lửa và thông tin tình báo cho các nhóm Hezbollah và Houthi. Hoặc thậm chí là nếu như cảm thấy bị đe dọa hơn nữa, thì Moscow có thể tấn công các vệ tinh phương Tây, vốn là chìa khóa để do thám và chỉ dẫn cho các cuộc tấn công của Kiev vào Crimea và Biển Đen. Bất kỳ một hành động nào trong số này cũng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho phương Tây và kích động phản ứng dây chuyền dẫn đến một chu kỳ leo thang cực kỳ nguy hiểm không thể lường trước được. Cần phải lưu ý là Ukraine chỉ đứng sau Nga là quốc gia có lãnh thổ rộng lớn thứ hai ở châu Âu. Do đó, có một điều chắc chắn là với chiến dịch quân sự đặc biệt có quy mô nhỏ, Nga khó có thể chinh phục và cai trị toàn bộ Ukraine rộng lớn. Bởi vì nó sẽ đòi hỏi Điện Kremlin có một lực lượng chiếm đóng với quy mô lớn gấp nhiều lần quân đội hiện tại mà Nga đang có tuy nhiên dù không thể chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ ukraine thì người nga lại có thể phá hủy ukraine trên diện rộng khiến cho đất nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn đến mức không thể tái thiết được nữa hoặc không thể liên minh với bất kỳ một tổ chức phương tây nào hay nói đúng hơn là không có một thành viên hay tổ chức nào của phương tây dám đứng ra đảm bảo an ninh cho đất nước này điều mà người dân ukraine cần nhất lúc này không phải là vũ khí tầm xa mà là một kế hoạch khả thi để đạt được đàm phán kết thúc cuộc chiến mang lại cho họ một cơ hội để tái thiết và thịnh vượng Tuy nhiên đáng tiếc là chính quyền Ukraine lại không nguyện ý làm như vậy. Bởi vì những người này đang thực thi theo mệnh lệnh của một nhóm lợi ích quốc tế muốn leo thang với Nga. Cũng vì lý do này, sẽ không có ai khác mà chính Kiev mới là người phải theo dõi sát sao nhất cuộc bầu cử tại Mỹ, vốn đã gắn liền với vận mệnh của họ. Vì sao Trump không cho Harris có thêm cơ hội tranh luận? Hôm 12 tháng 9, tờ New York Times đã đưa tin rằng ông Trump sẽ không tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris nữa. Bất chấp truyền thông dòng chính cho rằng ông đã thua trong cuộc tranh luận với bà Harris và giúp cho chiến dịch tranh cử của bà này thu thêm được 47 triệu đô la trong vòng 24 giờ sau cuộc tranh luận. Ông Trump vẫn khẳng định là ông đã thắng. Vậy thì tại sao chiến dịch của ông ấy lại lựa chọn không tranh luận nữa? Có 5 lý do chính như sau. Thứ nhất, Kamala Harris từng có nhiều cơ hội tham gia tranh luận, nhưng bà này đã từ chối lời đề nghị từ các kênh như là NBC và Fox. Đây vốn là các kênh có tính trung lập cao hơn. Chỉ đến khi có lời mời từ kênh ABC News thì bà mới đồng ý. Sau khi nhận được sự thiên vị của người dẫn chương trình kênh ABC News, bà đã thể hiện những hình ảnh của mình rất tốt. Và giờ đây, Harris tin rằng bà có thể làm được tốt hơn nữa nếu như có thêm các cuộc tranh luận. Cho nên, việc tiếp tục tranh luận là một cơ hội cho Harris chứ không phải là cho Donald Trump. Thứ hai, việc Trump không thể tranh luận thêm sẽ khiến cho Harris không thể khắc phục được điểm yếu của mình. Cuộc tranh luận mà chúng ta vừa được theo dõi cho thấy, Harris có thể hiện tốt về mặt trình diễn. Nhưng bà lại tỏ ra loanh quanh khi đề cập đến các vấn đề chính sách quan trọng như là kinh tế và nhập cư. Điều này đã được phản ánh trong một số cuộc phỏng vấn của cử tri Mỹ mà Reuters và CNN thực hiện. Nó cho thấy rằng nhóm cử tri này chưa bị thuyết phục bởi màn tranh luận của bà ta. Như chúng tôi đã từng phân tích đối với bà Harris mà nói, hiệu ứng truyền thông từ một cuộc tranh luận sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và những cử tri có tư duy phản biện độc lập sẽ bắt đầu tìm kiếm sự thật qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Thứ ba, Trump không cần thêm các cuộc tranh luận bởi vì hình ảnh của ông đã quá quen thuộc. Cho đến nay thì Trump đã có hai cuộc tranh luận trên chính đất của Đảng dân chủ, đó là cuộc tranh luận đầu tiên với tổng thống Biden trên kênh CNN và mới đây nhất là cuộc tranh luận với phó tổng thống Harris trên kênh ABC News. Ông Trump cũng không hề ngại trả lời phỏng vấn hay là tổ chức các cuộc họp báo trong suốt chiến dịch tranh cử của mình. Điều này thì hoàn toàn ngược lại với bà Harris, người luôn kín tiếng và né tránh truyền thông. Do đó không có cuộc tranh luận tiếp theo với Harris sẽ là cách tốt nhất để ngăn truyền thông dòng chính thiên tà của họ có cơ hội tô bóng và quảng cáo cho ứng cử viên của đảng dân chủ. Thứ tư, cuộc tranh luận tiếp theo sẽ là một cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống là Tim Walz và JD Vance. Ông Vance có những cơ hội để giải thích về lập trường chính sách của Donald Trump. Còn đối với ứng cử viên của đảng dân chủ, thì các chính sách tệ hại của chính quyền Biden hiện tại chắc chắn sẽ khiến cho ông Tim Walz phải khá vất vả để trèo chống trước đối thủ của mình. Việc chiến dịch của Trump quyết định không có một cuộc tranh luận nào nữa giữa hai ứng cử viên tổng thống cho thấy, Đảng Cộng hòa đang tin tưởng vào Joe Biden và tin vào khả năng ông này sẽ làm tốt hơn đáng kể so với Trump. Và lý do cuối cùng đó là cuộc tranh luận trên kênh ABC News đã thiên vị cho Harris. Nó thiên vị trong cả các câu hỏi lẫn cách mà người điều phối xen vào trả lời, dẫn dắt thay cho bà ta. Đến nỗi mà các kênh truyền thông dòng chính thiên tả đã không còn đủ uy tín để phe cánh hữu tin tưởng tổ chức các cuộc tranh luận khác. Nó cũng đã phơi bày cho công chúng Mỹ chứng kiến một sự thật rằng, đây là một cuộc phục kích nhắm vào Donald Trump, chứ không phải là một màn trình diễn khách quan để cả hai ứng cử viên tranh luận với nhau về các chính sách dành cho nước Mỹ. Việc Trump từ chối lần tranh luận tiếp theo với bà Harris nhìn chung sẽ duy trì lợi thế cho chiến dịch của ông, nhưng mà chiến dịch tranh cử của Harris thì cũng sẽ nhân cơ hội này để nói rằng Trump đã thua và quá sợ hãi để có thể tham gia vào các cuộc tranh luận khác. Điều mà các nhà phân tích đang quan tâm nhất hiện nay đó là Phản ứng của các cử tri trung lập trước diễn biến này sẽ là như thế nào? Họ sẽ lựa chọn một ông lão đã quá nổi tiếng với các phát ngôn gây sốc hay là một nữ quan chức với dấu ấn chính sách rất mờ nhạt? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.